Xin chào mọi người. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi lắp cho một cái khu resort thêm hai cái wifi phụ. Thì cái wifi phụ này thì nó sẽ nối tiếp từ cái wifi chính xong đến một cái wifi. Xong từ cái wifi phụ đấy ạ, nó sẽ chia ra hai cái wifi nhỏ nữa. Hôm nay em sẽ lắp là tổng sẽ là ba cái wifi phụ trên một cái đường truyền. Tất cả wifi nó sẽ là 4 cái wifi. Cho một cái khu resort ở cái khu du lịch đó. Nếu mà cái video này đạt được 100 like, 100 lượt bình luận, comment ghi cái địa chỉ và cái thông tin của mọi người ra đấy ấy, thì video tiếp theo em sẽ tặng cho mọi người một cái wifi phụ tenda 3 dâu đấy. Nếu mà cái video đạt 100 lượt like này và 100 lượt bình luận, tức là 100 người đấy, thì em sẽ tổ chức bốc thăm cho một người duy nhất con này full book luôn mọi người nhé. Gửi hàng là chưa bóc tem luôn, hàng chưa bóc tem luôn. Và con này hôm nay em sẽ đi lắp cho cái resort này. Mọi người hãy xem video nhé. Mọi người sẽ chia sẻ cho em cái video này để đạt được cái 100 like, để em sẽ tặng cho một người may mắn nhất trong 100 người. Thì cái hôm trước thì em có tặng cho 5 người, nhưng mà cái wifi đấy là wifi phụ của Viettel. Thì có 4 người thì dùng ok, nhưng mà một bác ở đâu Thanh Hóa hay sao ấy thì con ấy dùng được nhưng mà không truy cập được vào, lỗi. Em bảo gửi lại cho em để em đổi lại cho cái khác, nhưng mà bác đấy bảo là bác tặng cho người khác rồi, không cần, không nhất thiết. Đó, mọi người giúp em cái video này nhá. Em sẽ đúng như lời hứa luôn, sẽ tặng một cái wifi phụ. Mời mọi người xem video, chúng ta hãy cùng đi thôi. Bạn đường ơi. Đây là cái con đường mà di chuyển vào cái khu nghỉ dưỡng, khu du lịch. Đây là cái địa điểm của nó là Thác Mu, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ thị trấn Vụ Bản đi vào ấy thì nó rơi vào tầm 12 đến 15 km. Đó. Đây là con đường đi vào. Đây là cái wifi phụ thứ hai mọi người nhé. Đây là cái wifi mà đã cài sẵn rồi, là từ cái wifi chính nó chạy sang cái wifi này, wifi 4 dâu Tenda F6. Đây là suối này, đây là quản lý ở khu này. Quản lý đang thắc mắc. Yến Hoa, Yến Thúy đây này. Phía này định hố cái bao mẹ. Đây dòng suối bên dưới đấy. Đây là dưới chân thác mọi người ạ. Đây, dưới chân thác. Em đang đi kiếm cái dây lan. Để em đang thử cái nguồn này. Trước khi vào ấy thì cái wifi phụ thứ hai kia nó đang bị hỏng một cái nguồn. Đấy, nó hỏng nguồn cho nên em đang phải thử cái nguồn để xem nó có thông không. Đấy. Em đang thử cái nguồn. Sếp quản lý bảo là cái nó bị hỏng. Đây, hóa ra cái cục nguồn nó bị cháy mất rồi. Lại phải cấp thêm cho các sếp ở đây một cái nguồn. Để em đi ra em lấy nguồn khác này. Đây là bể bơi mọi người. Bể bơi, nhìn đẹp. Toàn bộ cái resort ở cái khu này đấy mọi người. Đây tầm chục phòng.
Giá nó rẻ nhất là 500 nghìn một đêm. Đắt nhất thì đâu đấy khoảng 3 triệu. Cái khuôn viên này cũng không không phải là rộng lắm. Đây là cái nhà sàn đó. Ở bên dưới này là chỗ để ăn uống. Ngay bên sau là gian bếp. Ở đằng trước này thì là một bể cá rất là nhiều cá. Đây, bể bể đằng trước đây mọi người. À, rồi em lấy đã. Cầm hai cả con vào cho nó chắc. Đấy, nhà sàn ở đây rất đẹp luôn. Ngay phía bên tay trái của em nó sẽ là cái suối, nó ở dưới chân rồi, dưới bên dưới thác rồi. Đây là toàn bộ cái khu resort ở đây. Phòng phiếc ở đây chục phòng. Nghe nghe sếp quản lý bảo như vậy. Đây, em vào đổi cho cái nguồn ạ. Chơi luôn đây này. Sếp quản lý cứ cầu nhau mãi muốn dùng cái dây cũ kia, nhưng mà cái dây cũ kia thì bị chuột cắn mất rồi. Với lại ở đây nó gần cho nên là em đề xuất là thay luôn. Nó chỉ có độ tầm 20 mét thôi mà. 20 mét. Đây, đang thay cho sếp cái nguồn miễn phí luôn. Đây, ông anh lắp xong cái bên này Ôi, rồi. khóa này này. Rồi, để em đi cài đặt wifi thứ ba đã. Tổng ở đây là 4 cái wifi nha mọi người nhá. Từ cái con Còn chính cái nào là xay rơi chứ? Coi này, có. À. Em đang tìm cái gì nhỉ? Em đi cái dây lan sang bên kia. Cái wifi thứ tư. Tầm hơn chục mét, Đây không đến sẽ là 20 lắp mét. thêm ba cái wifi phụ mọi người nhé. Và cái con wifi ở đây ấy, thì là con phát chính này. Để chia ra thêm hai cái wifi phụ ở đây nữa. Nối tiếp. Đây để em mang ra em cài nhé các bác nhé. Để em cài con này này. Cứ mỗi cái wifi phụ như này thì anh em ạ, mọi người nên để khác tất cả các địa chỉ là phải khác hoàn toàn so với mấy cái con kia. Ví dụ như cái con của Viettel nó sẽ là địa chỉ 1.1. Thì con này là Viettel 3. Thì mình sẽ cài là 192.168.3.3. Ở đây con này là cài là Ở đây đặt là gì anh nhỉ? Đặt là Viettel 3, Viettel 4 nhá. Hay là phòng gì? Viettel 4. Ở đây là Viettel 4 ạ. Đây ở đây mọi người kích vào Dynamic này. Xong rồi sẽ đặt là Viettel 4. Bấm OK. Đây, Viettel 4 đây. Kiểu cái phong đấy nhảy dầm đi là ít xuyên là bằng lá vai nhỉ? Cái chê Nhớ kỹ nhá. Xuyên án, xuyên án. Án à. Mọi người kích vào admin này. Vào cái mục đổi cái địa chỉ IP thành 4.4. Xong bấm vào enable này đi, bấm OK.
Đấy, tí nữa là được. Con tenda này cài rất dễ. Đang vai hơi khó đi anh nhỉ? Đi bỏ lắm rồi, kéo nó lên cho rơi nó khỏi chèo đi rồi. Được chưa? Ok. Có cân mảnh thế nào nhỉ? À, có cân này. Alo. Không, không, không còn con ứng cứu đâu. Không có đâu. Nha. Đây là khu du lịch mọi người nhá. Đây. Đây là thác Mu ở Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Sơn, Hòa Bình. Em là cuộn lên lên mãi. Kéo bớ hung xuống thế này, bớ hung lên. Kéo bớ hung lên chị hơn chị. Alo. Đang nghiệm thu nốt cái thuê bao đó mọi người nhé. Đang nghiệm thu giờ nữa. Thuê bao chỉ còn độ tầm 10-15 phút gì đấy thôi. Nhưng mà phải nghiệm thu trước. Bởi vì những cái thuê bao như này ấy, thì nó sẽ chạy thời gian.
tỷ lệ một ngày nó sẽ là 85%, cho nên phải cố mà nghiệm thu đi đã. Có đi làm như này nhưng mà có đứa cháu nó đang đi kéo thuê bao mãi không nghiệm thu được, không check được tín hiệu. Khi một thuê bao đã lắp xong rồi ấy, thì bọn em phải check được cái công suất, cái đầu vào tín hiệu quang ấy, nó đạt phải dưới ấy, âm 25 thì mới chuẩn để mình có thể check được cái công suất và mình có thể nghiệm thu được thuê bao. Nếu mà nó dưới âm 25 thì là không check được cái công suất và mình không nghiệm thu được. Đó. Nó chỉ thời gian 24 tiếng thôi. Rồi, bỏ qua đi đã. Em đang tuồn cái dây qua. Tuồn đoạn này nó cũng khá là dễ, bởi vì nó đã có một vài cái đường dây sẵn rồi. Mình chỉ việc đi theo mấy cái dây sẵn thôi. Mình không cần phải cài gì. Mọi người có thể nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Điện thoại anh đâu? Ở ngay bên dưới của mình là suối. Hôm nay anh em đi di chuyển khoảng tầm đâu đấy 30-40 cây mới lên đến cái khu này để lắp đúng tổng 3 cái wifi. Là về phải phụ. Em đang bấm nút cái đầu lan nhé. Bấm cái hạt gì. Lần video lần sau thì em sẽ hướng dẫn mọi người bấm cái đầu hạt gì này hoặc là nối bằng tay. Nối bằng tay này cũng dễ. Nó giống như kiểu là dây đồng mà. Bởi vì bản chất của nó là dây đồng cho nên là mọi người dùng được bằng tay. Nối như kiểu dây điện ấy. Đây em cài luôn đây. Rồi, để sang bên này làm nốt ạ. Đây là con thứ 4. Con thứ 4 này thì đặt là Viettel 5. Mẹ buộc cái dây nó xuống đã. Khi mà đi làm những cái resort như này ấy, thì mình nên tuân thủ những cái mà đi dây lần trước. Bởi vì nếu mình đi ngược lại ấy, thì nó sẽ thành ra một cái xấu. Nên mình sẽ phải đi chung vào cái đường dây cũ, đường dây trước ấy, để đảm bảo cái tính mỹ quan. Chưa có anh. Đó. Tính mỹ quan cho khách hàng. Anh bao cái Viettel 4 chưa? Người ta đã bỏ tiền ra rồi thì mình cũng đi đi dây nên gọn gàng một tí. Còn anh, em vẫn bao mà. Nếu mình mà đi dây mà loằng ngoằng thì khách nhìn vào thì cũng đánh giá nó rất là khó chịu. Hoặc là nhà chủ họ thấy mình làm không chất. Nên là phải đi theo những cái đường dây có sẵn hoặc là buộc gọn nó vào. Đấy, tiêu chuẩn tốt nhất để mình đi làm. Đi lên trên này thì mất thời gian thôi, nhưng mà làm nó chỉ có tầm đâu đấy 30-40 phút thôi. Là anh em chúng tôi lắp xong ba cái wifi như này. Là ba cái wifi phụ như này. Cái ở dừa nó Viettel 4. Cái đang lan đi. À cái nếp hết tăm. Có cái Viettel 3, Viettel 4 ấy mà.
Cái 4 là cái cụ. À cái 3 là cái cụ, à cái 4 là cái cụ này chưa? Cái này tenda. Trước. Con và con này phải đặt là Viettel 5. Cái Viettel 5 này thì mình sẽ đặt cái địa chỉ IP là 5.5 luôn. Mình tắt cái DHCP đây này. Ok. Máy kim gì nữa anh ạ? Ướt lòng và lộ. Cái kim nào anh? Không có mùi.
Con này là cái Viettel 4 này. Ok, đã có mạng rồi. Test thử xem nào. Gói này khả năng là 80 mê. Ở đây chỉ được 75 mê thôi. À. Con này là con Viettel 5. Tí nữa cài nốt cái con wifi này là hoàn thành, là xử lý xong một cái wifi phụ và lắp thêm hai cái wifi, tổng cái đường dây này sẽ là 4 cái wifi. Dùng rất ok. Cắm được cộng, cắm thành cộng quan. Cái chuẩn mà em cài ở đây ấy, là thông thường em toàn là dùng lan thôi. Hello? Em ít khi dùng lan wan lắm. Vâng. Lan wan thì rồi. nó nếu mình cài nhiều cái rồi. Wifi phụ như này nó sẽ dẫn đến những cái xung đột địa chỉ wifi. Tình trạng mà chập chờn ấy thì nó sẽ hay bị xảy ra. Ok. Tầm 30 phút là anh em chúng tôi là lắp xong toàn bộ cái wifi phụ như này. Đây, Viettel 5 ở đây đã kết nối rồi này. Lúc nãy mình cắm nhầm cổng thôi. Test luôn cho mọi người thấy. Đây, cũng bằng cái con phụ bên kia. Con này là con phụ này, mình nối tiếp qua con này. Alo. Cái dây nối vào cái hộp tiếp theo bên khám nhà chưa? Phải bên khám ở cái nhế bên khám nào chưa? Nó đó. Alo. Vâng. Mang điện thoại bớt đây nhá. Wi-Fi nó có lên nhá. Wi-Fi nó có nó bị thế này. Mình là có bao điện ạ? Mình TV ngỏ đúng không ạ? Mình điện thoại ấy ngỏ à? Hay anh bật cái long cái đặt điện thoại lên nào? Anh bật cái wifi lên điện thoại lên nào? Vâng. Em phải bao bung cái cây đặt đấy, xong bao bung cái mục wifi, xong bật cái wifi lên là bắt cái wifi nhắm mình là ăn mà. Còn chi nếu mà này nhắn tin Zalo.
Anh bao đi em Chí. Anh bao em test lại cái wifi đi. Vâng, em đeo báo mà. Cái làm bì thế này. Cho mặt đinh cái là cái cho mày chú cái cho uống nó cho chuẩn hay là hưng nước cho nó chỉ ăn mà mày chỉ như đó. Nên ông kia là lắm nó cay cho ngay bao lần chơi xe là mày anh.